Các bạn, trên hình bạn có thể thấy đây là pin của điện thoại LG V30 đang được chờ thay mới tại Di động Cao cấp .vn. Qua thời gian thì việc điện thoại LG V30 bị lỗi hỏng pin cần địa chỉ thay mới pin là điều không thể tránh khỏi. Hiện tại Di động Cao cấp .vn có tất cả linh kiện trên điện thoại LG V30 nói chung và pin của điện thoại LG V30 nói riêng thay mới bị các bạn khi cần. Khi điện thoại LG V30 dùng pin nhanh hết, pin lúc được lúc không, treo đơ sạc lúc lên lúc không dùng thì nhanh hết. Đó là dấu hiệu cơ bản báo hiệu pin của điện thoại LG V30 đã lỗi hỏng cần phải thay mới. Hiện tại Di động Cao cấp .vn có tất cả linh kiện trên điện thoại LG V30 nói chung và phần pin của điện thoại LG V30 nói riêng thay mới vì các bạn khi cần. Vì các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới pin cho điện thoại LG V30 nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới pin cho điện thoại LG V30, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, kỹ thuật viên để Di động Cao cấp .vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại Di động Cao cấp .vn, chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại LG V30 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị các bạn xem video tại Di động Cao cấp .vn.